Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình tối nay ngày 14 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa kiểm tra các công trình tiêu úng tại các huyện Hà Trung và Nga Sơn. Tại huyện Thạch Thành, sau một tuần nước sông Bưởi dâng cao gây ngập lụt chia cắt một số khu vực, thì đến hôm nay ngày 14 tháng 9, nước đã bắt đầu rút. Ngành y tế Thanh Hóa chủ động phương án phòng chống dịch bệnh mùa mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa đã đi kiểm tra các công trình tiêu úng tại các huyện Hà Trung và Nga Sơn. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra tuyến đê Hà Bắc Hà Giang, điểm bị ảnh hưởng khi nước sông Hoạt dâng cao, gây tràn và thấm rột 4 điểm qua đê với chiều dài 350 mét. Từ ngày 12 tháng 9, xã Hà Bắc đã huy động các lực lượng chức năng và nhân dân tích cực triển khai phương án 4 tại chỗ, ứng phó với tình huống. Sư đoàn 390 đã điều động 200 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng nhân dân xã Hà Bắc gia cố ngăn nước tràn và thấm rột qua đê. Đến sáng ngày hôm nay, mực nước sông Hoạt ở hạ lưu cống T2 đã rút được 45cm so với thời điểm cao nhất ngày 12 tháng 9 là 4,75m. Nước không còn tràn qua đê nhưng vẫn chảy thấm. Qua thực tế kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với huyện Hà Trung lập báo cáo hiện trạng tuyến đê Hà Giang Hà Bắc, ra soát lại các dự án đang được đề xuất đầu tư tại tuyến đê này. Đối với đoạn vừa xảy ra sự cố từ K6+100 đến K6+500 phải báo cáo chi tiết để Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào dự án xử lý cấp bách. Cùng với đó, huyện Hà Trung phải ra soát lại thủ tục pháp lý của tất cả các công trình hiện hữu quanh tuyến đê này. Công trình nào xây dựng không đúng phải giải tỏa ngay và thời gian tới, huyện phải huy động lực lượng ra quân làm thủy lợi mùa khô để làm sạch dòng chảy, tránh ách tắc. Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và đoàn công tác đã đi kiểm tra công trình tiêu úng đảm bảo sản xuất tại xã Nga An và cống tiêu Trường Sơn tại xã Nga Thái, huyện Nga Sơn. Đây là cống tiêu úng cho 5 xã gồm Nga Điền, Nga Phú, Nga Thành, Nga Thái, Nga An qua kênh An Hưng. Do công suất tiêu úng của cống tiêu chưa đảm bảo nên khi nước sông Càn dâng cao hoặc thủy triều lên thì nước đệm trong ruộng không thể tiêu ra ngoài sông được. Đặc biệt khi trận mưa lớn từ 50mm đến 70mm kết hợp với triều cường, toàn bộ vùng này bị ngập úng hoa màu và nhà cửa, gây thiệt hại hàng ngàn hecta lúa của người dân mỗi năm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương giao cho huyện Nga Sơn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về đề xuất đầu tư dự án tiêu úng cho vùng 5 xã Nga Điền, Nga Phú, Nga Thành, Nga Thái, Nga An qua kênh An Hưng chảy qua cống Trường Sơn, đảm bảo đồng bộ lâu dài, phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân. Tại huyện Thạch Thành, sau một tuần nước sông Bưởi dâng cao gây ngập lụt, chia cắt một số khu vực, thì đến ngày hôm nay, ngày 14 tháng 9, nước đã bắt đầu rút. Mặc dù chưa thoát khỏi tình trạng ngập lụt, nhưng các hộ dân đã có thể bắt đầu ổn định lại cuộc sống. Tính đến ngày hôm nay, 14 tháng 9, thôn Ngọc Bồ, thị trấn Kim Tân với 110 hộ, 425 nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn do mưa lũ đã tròn một tuần. Từ đêm hôm qua, mực nước sông Bưởi đã đạt đỉnh và xuống dưới báo động 3. Cách duy nhất để tiếp cận được với các hộ dân ở đây đó là di chuyển bằng xuồng. Mặc dù ngập lụt cả tuần nay, nhưng do đã quen sống chung với lũ, lại được chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ, nên người dân thôn Ngọc Bồ không bị động nhiều trước những bất lợi do thiên tai gây ra. Trước khi cơn bão số 3 về thì cũng được đảng ủy và ủy ban và tất cả mọi người trong chính quyền đã thông báo trước cho bà con. Nếu như nói về tài sản thì cũng không lấy nỗi thiệt hại gì cho lắm. Người cũng vậy. Lương thực thực phẩm thì bà con cũng chuẩn bị được một số. Còn lại coi như là được các đoàn từ thiện người ta về người ta cứu trợ nữa. Cho nên là hiện giờ là bà con sống đang ổn định. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ cái nhu yếu phẩm quan trọng đó là nước uống, rồi các cái thức ăn để cung cấp cho người dân. Và trong những ngày qua thì các cái tổ chức, các cơ quan thiện nguyện cũng rất chỉ là quan tâm hướng về bà con, đã quan tâm ủng hộ các cái nhu yếu phẩm thiết yếu. Sau 7 ngày,
hơn 100 hộ dân tại 6 thôn của xã Thành Trực vẫn chưa thoát cảnh ngập lụt. Nhưng ngay khi nước bắt đầu rút, các hộ dân đã bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Còn tại thôn Đa Đồn, những ngày ngập lụt không bị mất điện, nên các hộ có thể chủ động hơn trong sinh hoạt hàng ngày. May cũng không mất điện, chưa cắt điện nên là cũng cuộc sống cũng tạm ổn trong khi mùa lũ. Còn lại bây giờ nước đang xuống rút thì anh em chúng tôi đây cũng ngoài đây đang hiện tại đang còn cô lập với ở trong làng thì cũng lội đi lội lại để giúp nhau cái sự dọn dẹp nhà cửa. So với thời điểm nước lên đến đỉnh lũ vào đêm ngày 13 tháng 9, đến trưa nay, mực nước sông Bưởi đã rút xuống khoảng 30 cm. Mặc dù nước xuống chậm nhưng mưa đầu nguồn đã tạnh và nước sông đang rút, nên dự báo trong khoảng 3 ngày tới, huyện Thạch Thành sẽ thoát khỏi tình trạng ngập lụt, người dân có thể ổn định cuộc sống. Vấn đề đặt ra với địa phương trong thời gian tới là công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Hiện nay thì chúng tôi đã chỉ đạo các xã và các xã cũng đã tiến hành, một số hộ cũng đã dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường và chúng tôi cũng chỉ đạo trung tâm y tế chuẩn bị các cái hóa chất, thuốc men phục vụ cho cái tiêu độc khử trùng. Nước rút đến đâu chúng tôi thực hiện ngay đến đó. Được biết, trong ngày hôm nay, ngay sau khi nước bắt đầu rút, huyện Thạch Thành đã tổ chức phun tiêu độc khử trùng, vệ sinh nguồn nước sinh hoạt để đảm bảo những điều kiện tối thiểu cho người dân địa phương. Cơn bão số 3 đi qua đã gây ra những thiệt hại lớn về người và tài sản. Trên những đau thương mất mát của đồng bào mình, tinh thần tương thân tương ái của người dân Thanh Hóa như được nhân lên gấp bội. Những câu chuyện đẹp, ấm áp tình người xuất hiện khắp nơi. Dù đã rất khuya, nhưng quán cơm của gia đình anh Lê Xuân Nam ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn vẫn sáng đèn. Mọi thành viên của quán đều đang tất bật chuẩn bị những suất cơm miễn phí dành cho các đoàn thiện nguyện hướng về miền Bắc ruột thịt. Khi mà đi làm tình nguyện rất nhiều, thì trong đầu tôi có một ý tưởng là mình sẽ làm cái gì đó có ích cho bà con và những người bị ngập lụt. Thì tôi về tôi có bàn bạc với vợ, bảo là thôi em ơi, vợ chồng mình có thể là làm một cái gì đó có ích cho xã hội. Thì tôi mới bảo bàn vợ, thì vợ chồng tôi là có ý định lại ra, thì bảo là mình không giúp được cho người dân thì mình giúp những mạnh thường quân để đi cứu trợ đến bà con. Hiểu rõ sự khẩn trương và cấp thiết của công tác cứu trợ, nhiều đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai những chuyến xe không đồng, sẵn sàng lên đường hỗ trợ các đoàn thiện nguyện vận chuyển hàng hóa đến tận tay bà con vùng lũ. Những bữa cơm tươm tất được nấu miễn phí hay những chuyến xe với giá cước không đồng không chỉ tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần tương thân tương ái trong khó khăn, hoạn nạn giữa những người dân Thanh Hóa với nhau, mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp về tình người xứ Thanh trong lòng người dân cả nước. Tới đất Thanh Hóa thì thấy bà con ở Thanh Hóa thì lại càng yêu thương nhiều hơn nữa. Nói chung là các anh chị đây hỗ trợ cho đoàn được những suất cơm buổi tối á, thì đoàn rất là cảm ơn, hạnh phúc. Nói chung là thấy cái tình cảm của dân Thanh Hóa là dành cho đoàn Cộng Bắc Đắk Lắk á, là quá nhiều cái tình cảm. Cảm thấy cảm động mình được người Thanh Hóa đón tiếp rất tốt, mà không chỉ một cá nhân tôi mà kể Đắk Lắk là toàn quốc đều được ăn cơm chỗ này, mà kể cả con tôi ngày hôm qua đi ở đây ấy thì cũng đã được nhà hàng này mời cơm không đồng, thì đến nay con tôi đã lên đến trên Sơn La rồi là Lào Cai. Từ bao đời nay, nghĩa tình đồng bào ta vẫn thế. Giữa những bộn bề khó khăn do thiên tai gây ra, sức mạnh đoàn kết, tinh thần thương người như thể thương thân, nhường cơm xẻ áo của người dân Thanh Hóa được phát huy hơn bao giờ hết. Trong nỗi đau chồng chất nỗi đau, trong khó khăn chồng chất khó khăn, nghĩa tình đồng bào, những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia của người dân xứ Thanh phần nào giúp người dân vùng lũ phía Bắc vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Sau mưa lớn gây ngập úng và sạt lở đất, vấn đề cần quan tâm là nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe. Trước tình hình đó, ngành y tế Thanh Hóa đã chủ động phương án, chuẩn bị sẵn sàng thuốc, hóa chất và phương tiện, vật tư để thích ứng với các tình huống có thể xảy ra. Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành là một điểm nóng về mưa lũ ngập lụt. Trạm y tế thị trấn luôn chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc liên quan đến các bệnh thường gặp sau mưa bão như tiêu chảy, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết, các trang thiết bị vật tư y tế cần thiết để phòng chống dịch bệnh. Trạm đã thành lập đội phòng chống dịch
tuyên truyền hướng dẫn cho người dân khu vực bị ngập lụt cách phòng chống bệnh dịch, xử lý nguồn nước. Trạm có cái phương án thì đến khi nước rút đến đâu thì trạm là cử cán bộ nhân viên đến khu phố, đến từng hộ dân để làm vệ sinh môi trường, trong đó là khử khuẩn giếng nước và một số các bệnh dịch phát sinh trong cái lụt sau bão lụt. Trung tâm y tế thì đã chuẩn bị 154 kg chloramin B, rồi chuẩn bị cơ số thuốc để phục vụ cho cái thanh khiết môi trường cũng như là dịch bệnh sau cái ngập lụt ở trên địa bàn huyện. Các cái bệnh về tiêu chảy thì tại các trạm y tế cũng chuẩn bị, mỗi một trạm y tế là có 2 cơ số thuốc để phòng chống dịch bệnh cũng như là vật tư hóa chất phục vụ cho các cái hoạt động phòng chống dịch bệnh, thanh khiết môi trường trên địa bàn, các đặc biệt là các cái xã mà hay bị ngập lụt. Mưa bão gây ngập úng trên diện rộng làm tăng nguy cơ bùng phát và lây lan các bệnh như tiêu chảy, tay chân miệng, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, sốt xuất huyết. Các bệnh lây truyền qua nguồn nước hoặc từ động vật. Để chủ động ứng phó, các trung tâm y tế trên địa bàn Thanh Hóa đã chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, cơ số thuốc, vật tư y tế, thành lập các tổ cấp cứu, tổ xử lý dịch, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh. Tại các địa phương có địa bàn trũng thấp, nguy cơ ngập lụt cao, các đơn vị y tế phối hợp với chính quyền địa phương đến từng hộ dân tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống một số bệnh dịch thường gặp trong mùa mưa bão. Địa phương chuẩn bị các cái cơ số thuốc, hơn 20 cơ số thuốc đang được chuẩn bị tại trung tâm y tế xã để chuẩn bị tốt nhất cho người dân để phòng dịch. Trong đó ví dụ như là có cái dịch đau mắt đỏ sau ngập lụt và dịch tiêu chảy thì đã trực tiếp xuống cho cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra hệ thống nước của người dân có bị ảnh hưởng về môi trường và liên quan đến ngập lụt sau ngập lụt hay không. Đấy, thì địa phương đã chủ động hoàn toàn. Đấy, đã chuẩn bị cho người dân, tuyên truyền cho người dân nâng cao được cái ý thức. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành y tế là chuẩn bị một số cơ số thuốc và hóa chất để tập trung cho công tác. Sau khi nếu nước có vào thì chúng ta sẽ xử lý và tổng vệ sinh môi trường kịp thời. Nước rút đến đâu và vệ sinh đến đó và phun khử khuẩn hóa chất đảm bảo an toàn cho người dân. Cùng với sự nỗ lực phòng chống dịch bệnh của các cơ quan chức năng, để không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trong mùa mưa bão, người dân cần chủ động tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch bệnh, thường xuyên vệ sinh môi trường sống nhằm hạn chế các dịch bệnh truyền nhiễm. Do ảnh hưởng của mưa bão, một số diện tích cây trồng và khu vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập. Tuy nhiên, do chủ động được nhiều nguồn cung nên các mặt hàng thực phẩm trong tỉnh vẫn dồi dào, giá cả cơ bản ổn định. Ghi nhận tại một số chợ đầu mối, chợ dân sinh trên địa bàn Thanh Hóa, nguồn cung thực phẩm hàng hóa thiết yếu khá dồi dào, đảm bảo để phục vụ nhu cầu của người dân. Trong đó, giá các loại thịt lợn, thịt gà, bò trứng vẫn duy trì mức như thời điểm trước mưa bão. Mưa bão, hàng ở chúng tôi không lên giá, vẫn giữ giá như thế mà cũng không, vì ở đây cũng không ảnh hưởng lắm nên là cũng không xuống giá mà không lên giá. Tôi đi chợ thì tôi vẫn thấy giá bình thường, không tăng giá. Mọi năm thì thật sự ra tất cả những cái sản, từ cái sản phẩm rau cỏ đều lên, nhưng mà thời buổi kia đến bây giờ là tôi chưa thấy tăng một cái gì hết. Đối với mặt hàng hải sản, giá một số loại tăng nhẹ khoảng 10% do mưa lũ, tàu thuyền ra khơi ít, sản lượng trong tỉnh giảm, các tiểu thương phải nhập thêm hàng hóa các tỉnh ngoài. Còn mặt hàng rau xanh cơ bản vẫn đảm bảo nguồn cung tại chỗ nên giá vẫn ổn định. Trong đó một số loại rau nhập từ Đà Lạt và tỉnh ngoài như bắp cải, bầu bí, khoai tây, do giá cước vận chuyển tăng nên cũng tăng nhẹ khoảng 5%. Mà đầu mối nhập là hắn bị đường hắn sạt lở đó, hắn không đưa vào được. Cho nên là mua hơi khó khăn so với trước bão nhiều. Giá thì cũng cứ có cái tăng nhẹ. Ví dụ như đang 20.000 thì cũng lên 25.000 thôi. Các cái tuyến đường mà bị bão thì nó bị ảnh hưởng đến vận chuyển ạ. Có một số mặt hàng thì vẫn là về bình thường nhưng mà cái giá thì khâu vận chuyển nó có đội lên rất là nhiều. Tuy nhiên là để mà phục vụ bà con thì chúng tôi cũng cố gắng là vẫn giữ giá cũ. Ngay sau mưa bão, các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đang tiếp tục triển khai sản xuất các loại hàng hóa thực phẩm. Mục tiêu không chỉ nâng cao thu nhập cho người sản xuất mà còn đảm bảo nguồn cung và duy trì ổn định giá cả thị trường từ nay cho tới cuối năm.
Xin được tiếp tục chương trình thời sự tối nay với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, ngành thuế Thanh Hóa đã thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí lệ phí, tiền thuế đất. Những chính sách thuế này dù có ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách nhưng lại có tác động tích cực đến việc phục hồi và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. 8 tháng năm 2024, doanh nghiệp này đã được thụ hưởng các chính sách về thuế như giảm 30% tiền thuế đất, tiền thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% xuống 8%, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được hàng tỷ đồng. Đại diện đơn vị cho biết, khoản chi phí tiết kiệm được từ việc giảm thuế, doanh nghiệp có thể dùng để đầu tư, tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm bớt áp lực về tài chính. Đối với doanh nghiệp Đức Tài thì trong quá trình thực hiện cái đầu tư xây dựng rồi là thu hút cái nguồn nhân lực tại chỗ thì cũng để số kinh nghiệm này đối với Đảng và Nhà nước luôn luôn có những chính sách thật là một là miễn giảm thuế đối với công trình nó có rủi ro do thời tiết do cái khả kháng bất khả kháng, với thứ hai là cho phép các đơn vị doanh nghiệp nói chung và đơn vị nói riêng thì gia hạn thuế, có những chính sách là tư vấn thuế của các ngành thuế để là có những cái hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2024, nhiều chính sách và giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của chính phủ của tỉnh Thanh Hóa đã được triển khai tới cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã hỗ trợ tích cực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển. Chỉ riêng về giảm thuế giá trị gia tăng, trong 8 tháng qua đã có trên 4.300 doanh nghiệp, tổ chức được thụ hưởng với số thuế được giảm trên 1.000 tỷ đồng. Theo đánh giá của ngành thuế Thanh Hóa, việc giảm thuế giúp cho gánh nặng chi phí của doanh nghiệp, người dân giảm xuống. Từ đó, cầu tiêu dùng tăng lên, doanh nghiệp có điều kiện tập trung nguồn lực sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất với giá trị hỗ trợ lớn, phạm vi rộng vẫn đang tiếp tục được triển khai trong thực tế, được cộng đồng doanh nghiệp, người dân đánh giá cao. Chúng tôi cũng đã thực hiện công khai trên thứ nhất là trên trang web của ngành thuế, thứ hai là trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương, thứ ba nữa là trực tiếp trên các cái hòm thư điện tử qua cái hệ thống nộp thuế và khai thuế điện tử để đến tận người nộp thuế để người ta biết và thực hiện. Đồng thời cơ quan thuế cũng hỗ trợ trong cái việc các thủ tục để làm đến các đối tượng được hưởng trong các cái chính sách mà chính phủ đã quy định. Chúng tôi cũng sẽ tiếp thu cái tinh thần chỉ đạo chung của ngành, tập trung các biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện doanh nghiệp thực hiện các chính sách thuế, giảm thuế, giãn gia hạn, làm sao hỗ trợ tích cực nhất doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn. Như vậy nó sẽ tác động trực tiếp hai mặt. Thứ nhất là kích cầu tiêu dùng, tăng cái khả năng huy động vốn của doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa là tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp là củng cố nguồn vốn sản xuất kinh doanh. Tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đánh giá của các hiệp hội doanh nghiệp, các chính sách về thuế hỗ trợ khu vực sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển đã đáp ứng được sự mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp, là nguồn trợ lực tài chính kịp thời mạnh mẽ, giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có thêm sức đề kháng để ổn định và phát triển sản xuất, tiếp tục có đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước. Những tháng cuối năm, nhất là sau khi chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, ngành thuế Thanh Hóa đang tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ về thuế, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, chủ động rà soát, đánh giá tính hiệu quả từ các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí, tiền thuế đất, với mục tiêu đặt ra là tiếp tục thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Năm học mới 2024-2025 đã bắt đầu. Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ toàn diện về chất lượng giáo dục phổ thông cũng như mũi nhọn, giữ vững thành tích top đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục, các trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đang bước vào năm học mới với khí thế rất sôi nổi. Sau hơn 2 tuần làm quen với cô, với bạn, với ngôi trường mới, những em nhỏ lớp 1 này đã không còn những bỡ ngỡ ban đầu. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, những ngày đầu năm học mới, các hoạt động dạy và học của giáo viên, học sinh trường tiểu học Điện Biên 1, thành phố Thanh Hóa đã diễn ra thật vui vẻ và đầy hào hứng. Để chào đón năm học mới 2024-2025,
nhà trường đã chuẩn bị tốt nhất tất cả các điều kiện để chờ đón các bạn học sinh quay trở lại trường, và ngay từ đầu năm học mới thì tổ chức nhiều các hoạt động như khai giảng học đón năm học mới, rồi tổ chức các hoạt động giáo dục như là vui Trung thu, rồi hoạt động trải nghiệm giáo dục trong nhà trường. Thầy và trò luôn luôn hào hứng, khí thế sôi nổi và chuẩn bị những cái tâm thế rất tốt thực hiện cái nhiệm vụ năm học. Trước khi bước vào năm học mới 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hóa đã nỗ lực chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nhân lực để các em học sinh bước vào năm học mới với điều kiện tốt nhất. Đây cũng là năm đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được thực hiện đồng bộ từ lớp 1 đến lớp 12. Lứa học sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 sẽ thi vào lớp 10 thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây cũng là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Bởi vậy, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hóa xác định chủ đề của năm học 2024-2025 là kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng, quyết tâm giữ vững thành tích là đơn vị top đầu về chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng có một cái tâm thế chuẩn bị hết sức là chủ động. Đặc biệt có một cái lễ khai giảng vô cùng là sôi nổi, hào hứng. Học sinh cũng để lại nhiều cái dư âm rất là tốt. Thì tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều rất là quyết tâm với những mục tiêu năm học. Năm nay thì cũng có rất nhiều đổi mới trong công tác giáo dục đào tạo của thành phố Thanh Hóa. Trong đó là tập trung vào công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, tập trung vào nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tập trung vào nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Phòng dục đào tạo ngay từ đầu năm học cũng đã giao khoán chất lượng, giao khoán chỉ tiêu một cách cụ thể rõ nét đến từng trường học. Thì có thể nói đây cũng là một cái nét đổi mới về tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, vừa chất lượng giáo dục toàn diện, vừa chất lượng giáo dục mũi nhọn. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của thầy và trò các nhà trường, sự đồng hành của các bậc phụ huynh học sinh, giáo dục thành phố Thanh Hóa tiếp tục kỳ vọng có một năm học mới thành công rực rỡ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tại một số tỉnh giáp danh với Thanh Hóa đã có bệnh dịch tả lợn châu Phi, đến nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh là rất lớn. Để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan, ngành chăn nuôi và thú y Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt lợn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chợ đầu mối rau quả thực phẩm Đông Hương, thành phố Thanh Hóa hiện có 60 hộ kinh doanh bán thịt lợn. Mỗi ngày nhập vào chợ trên 2 tấn thịt lợn để cung cấp cho thị trường và người tiêu dùng. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, ngoài tuyên truyền trực quan tại khu vực kinh doanh, ban quản lý chợ thường xuyên giám sát thịt lợn nhập vào chợ phải được kiểm soát chặt chẽ, có nguồn gốc xuất xứ, có giấy kiểm định của cơ quan thú y. Tại chợ đã tuyên truyền và cái tổ giám sát tuyên truyền rất rộng và kiểm tra rất chặt, tất cả các cái xe hàng vào chợ là phải có cái đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, đối với cái hàng gia súc là phải có dấu kiểm dịch, có tem kiểm dịch thì mới được vào chợ kinh doanh. Còn nếu không có thì chúng tôi sẽ trục xuất ra khỏi chợ. Để ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm soát chặt chẽ việc nhập lợn giống từ tỉnh ngoài vào địa bàn phải có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, được kiểm dịch đầy đủ. Chính quyền các địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh lợn và sản phẩm từ lợn, tập trung vào các chợ, cơ sở giết mổ, điểm thu gom, tập kết lợn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn không đúng quy định. Cái công tác chỉ đạo là thường xuyên như kiểm soát, đặc biệt là cái đầu vào. Đầu vào là phải có nguồn gốc xuất xứ. Thì báo cáo với các đồng chí thì nếu mà không có nguồn gốc xuất xứ là phải cho xử lý ngay. Huyện Đông Sơn là ban hành chỉ thị số 03 về tăng cường các biện pháp về phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trong đó đặc biệt chú trọng đến vấn đề là kiểm soát, tăng cường công tác kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện và tất cả các sản phẩm trên thịt lợn trên địa bàn huyện đều được thú y kiểm soát, đồng thời kịp thời xử lý, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp nếu xảy ra vi phạm. Từ nay đến cuối năm 2024 là thời điểm các hoạt động vận chuyển kinh doanh giết mổ lợn tăng mạnh để phục vụ nhu cầu thực phẩm của nhân dân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất dễ xảy ra, gây khó khăn cho người chăn nuôi và ảnh hưởng lớn đến nguồn cung sản phẩm. Do vậy, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương,
thì các hộ kinh doanh giết mổ lợn cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm quy định thú y, chỉ vận chuyển giết mổ lợn có nguồn gốc xuất xứ, được cơ quan thú y kiểm dịch, tuyệt đối không được giết mổ lợn chết, bị bệnh. Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở 9 tháng năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. 9 tháng năm 2024, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 93 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở được thành lập, phát triển tăng thêm hơn 19.500 đoàn viên mới. Thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, trọng tâm là tăng cường vận động, thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thu hút người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã trao bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên 8 tháng năm 2024. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ Lưu Thanh Nam, sinh năm 1987, thường trú tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, để điều tra hành vi xâm phạm mồ mả, cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, ngày 10 tháng 9, chị HTL, trú tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, nhận được tin nhắn Zalo của một tài khoản lạ, yêu cầu chị chuẩn bị 5 tỷ đồng để chuộc hài cốt của bố chồng. Đối tượng còn đe dọa nếu chị báo công an sẽ không bao giờ được thấy hài cốt của bố chồng nữa. Chị L đã trình báo công an xã Quảng Lộc và cùng cán bộ đến nghĩa trang nơi bố chồng chị đang được chôn cất thì phát hiện phần mộ đã bị đào bới. Vào cuộc điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã xác định Lưu Thanh Nam là thủ phạm gây ra vụ việc trên. Nam là em họ của chồng chị L, khai nhận thực hiện hành vi do bản thân dính vào nợ nần. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao hài cốt của bố chồng chị L cho gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những tin vắn đáng chú ý. Thực hiện chỉ thị số 22 ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát động toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động tham gia ủng hộ được 690 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao lại cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa để ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Hôm qua ngày 13 tháng 9, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, Ban từ thiện Giáo hội Phật giáo và các tổ chức thiện nguyện đã đến thăm hỏi, động viên và trao 1.200 suất quà cho bà con vùng lũ tại tỉnh Thái Nguyên và Yên Bái. Mỗi suất quà trị giá từ 500 đến 1 triệu đồng. Ngoài ra, tại tỉnh Yên Bái, đại diện Ban từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh kết hợp với Câu lạc bộ Thiện nguyện Bỉm Sơn và nhóm thiện nguyện Sen Tâm đã thăm và trao hỗ trợ cho 14 gia đình có nhà bị sập, mỗi gia đình 3 triệu đồng. Đoàn cũng đã đến thăm hỏi động viên chia buồn với gia đình có người bị thương vong và trao kinh phí hỗ trợ 5 triệu đồng. Sáng nay ngày 14 tháng 9, hệ thống các chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện Vietinbank trao giọt máu hồng sẻ chia sự sống năm 2024. Gần 150 tình nguyện viên là cán bộ nhân viên người lao động của Vietinbank Thanh Hóa, Vietinbank Bắc Thanh Hóa và Vietinbank Sầm Sơn đã tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện. Chương trình đã thu được gần 100 đơn vị máu. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tấm lòng nhân ái của cán bộ nhân viên Vietinbank đối với cộng đồng xã hội, góp phần đem lại sức khỏe, cơ hội hồi sinh cho người bệnh. Sáng nay, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức lễ ra mắt mô hình trường học an toàn giao thông tại trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 2 và các nhà trường trên địa bàn phường Hải Ninh. Đây là địa phương thứ hai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chỉ đạo điểm xây dựng mô hình trường học an toàn giao thông. Phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn có 3 km quốc lộ 1A chạy qua. Ngoài điểm khu vực cổng trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 2 đầu nối trực tiếp với quốc lộ 1A, các trường học trên địa bàn phường đều nằm tại vị trí giao thông phức tạp. Vì vậy, cùng với việc chọn trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 2 để xây dựng mô hình điểm của tỉnh, Công an thị xã Nghi Sơn đã tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai xây dựng mô hình trường học an toàn giao thông tại tất cả các cổng trường trên địa bàn phường Hải Ninh. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã trao tặng 20 chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 2.
Cũng trong sáng nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khai mạc giải bóng đá doanh nghiệp doanh nhân Thanh Hóa lần thứ 2 năm 2024 với sự tham dự của 26 đội bóng đến từ các hiệp hội, hội doanh nghiệp, đơn vị liên quan và doanh nghiệp trong tỉnh. Ban tổ chức chia thành hai nội dung gồm cúp dành cho các tổ chức hội, hiệp hội và liên quan với 10 đội bóng tham gia, chia thành hai bảng đấu và cúp dành cho các doanh nghiệp với 16 đội tham gia, chia thành 4 bảng đấu. Giải dự kiến kết thúc vào ngày 5 tháng 10 với trận tranh siêu cúp, lễ tổng kết và trao thưởng. Nhân dịp này, các đại biểu, ban tổ chức, cầu thủ, ban huấn luyện các đội bóng đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 với tổng số tiền 50 triệu đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.